sẽ chỉ cho mọi người cách làm một cái bảng format, bảng trao thưởng hoặc là cái bảng mà trao giải rồi đó. Đầu tiên khách hàng gửi cho chúng ta, thì chúng ta mở phần mềm lên, đây là phần mềm Corel chúng ta xuất ra. Chúng ta nhấn Ctrl E trên bàn phím, chúng ta chọn số 2 hay là mình đặt tên gì bất kỳ mình nhớ là được. Rồi cái độ phân giải chúng ta in, mà cái tấm này là không có phải là tem, cái độ phân giải chúng ta để khoảng 150 là được rồi. Cái màu là color mode chúng ta chọn là CMYK, cái hệ 4 màu, màu in là hệ 4 màu. Cái này là chúng ta chọn đuôi tiếp. Rồi chúng ta chọn select only nha, chỉ select vào cái phần chúng ta đang chọn thôi, trong cái màn hình là bao nhiêu tấm thì mình. Rồi chúng ta export. Rồi cái kích thước chúng ta mở phần mềm Mentor lên. Phần mềm Mentor là phần mềm để rip đưa qua bên máy in đề can. Extrude picture size rất là 1m2, 1m. Chúng ta đánh 1m20. Cao lên 1m. Là setup. Rồi ngang của nó là, size của nó là 120. Cao lên là 1000. Đó, chúng ta thêm một con số không nó thành 1000 á. Dữ liệu qua cho bên máy đề can đó. Cái này mình in BB. Rồi để mình cán lên. Rồi chúng ta nhấn print. Cái công tắc sấy lên. Rồi chúng ta tăng nhiệt độ lên để cho nó nhanh. Halloween nó sẽ sấy. Nếu mà chúng ta đặt lớn quá là nó làm quéo cái miếng BB luôn á. Rồi chúng ta mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách mà cán màn làm sao cho đẹp. Một cái là tấm cán bóng này, chúng ta thấy không? Cái này bóng này. Còn cái này là mờ này. Mờ đây. Là mình cán bằng đề can, mình mua thêm một cái nữa. Cái lô này giờ khoảng tầm 5,5 triệu cái. 5,5 triệu cho tới 6 triệu thì nhà cung cấp. Bây giờ chúng ta sẽ đi cán phần phục mắt. Cái đây là tấm BB, chúng ta cán lên trên tấm phục mắt 5 ly để dùng, để khi mà cầm nó cứng, nó dẻo, nó không bị cứng nè, nó sợ gãy á. Mình xài những cái tấm alu hoặc là mica thì nó hay bị cứng quá, mình vận chuyển đồ nó bị gãy và nó nặng quá, khi mình cầm thì nó không tốt. Nên mình cho chúng ta sử dụng phục mắt 5 ly là tốt nhất ha. Rồi chúng ta canh ra, đây là Hùng sẽ cắt đôi ra hai phần để chia ra, để chúng ta làm hai phương án, một là dán bằng nước, hai là cán bằng máy, để cho các bạn nhiều cách để làm. Đây là bình nước, chúng ta mua cái bình này là bình xịt tưới cây á, mình mua ngoài chỗ mà nó bán cây cảnh đồ rất là nhiều, chúng ta có thể mình mua về mình đổ nước sạch vô, nước giếng hoặc là nước bơm gì cũng được, nhưng mà nước sạch mình đổ đầy bình này, mình thêm vài giọt nước rửa chén thôi. Bắt đầu chúng ta sẽ dán. Nước rửa chén nó làm cho cái BB và cái đề can nó trơn, nó không bị bám dính đâu vô, thì khi mình dán nó lên đây. Rồi khi mà xong chúng ta bơm nó lên, dặn cái đầu này vừa tới thôi, đừng có để cho nó xịt nước nhiều quá, nó văng ra đầy nhà luôn á. Thank you.
nhiều phương án là như thế nào. Rồi, chúng ta đưa vô. Đây là máy cán. Máy cán này là ví dụ khi mình cán đề can rồi nó bị lâu lâu mỗi ngày nó bị bẩn cái lô lô thì chúng ta phải loại ra để chúng ta cán mấy cái thứ này. Bye bye.